Xin được kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin giá vàng ngày hôm nay ngày 24 tháng 8 trên kênh thông tin Invest TV. Thưa quý vị, trên thị trường vàng thế giới thì giá vàng thế giới phiên sáng nay đã giảm mạnh khi mà đồng USD phục hồi mạnh mẽ và sự hồi sinh trong hoạt động kinh doanh của Mỹ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Cụ thể trên thị trường thế giới tính từ đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam thì giao dịch của giá vàng thế giới đang chạm ngưỡng 1.935 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 5 đô la Mỹ trên một ounce so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua. Còn trong tuần này thì sự kiện quan trọng nhất ảnh hưởng tới giá vàng là sự hội nghị thường niên hàng năm của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 8. Các quan chức của các cơ quan này lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ sẽ cần thêm các biện pháp hỗ trợ mới để chống lại sự suy thoái do đại dịch COVID-19 gây ra, khi mà các biện pháp chi tiêu quan trọng đã hết hạn vào cuối tháng trước. Về tương lai của giá vàng thì các chuyên gia phân tích của ngân hàng Standard Chartered đều cho rằng triển vọng của vàng vẫn khá mạnh. Xét về dài hạn và xu hướng tăng giá của vàng vẫn duy trì do sự suy thoái của đồng bạc xanh và những kỳ vọng vào quy mô kích thích kinh tế cũng như lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp hoặc âm. Còn tại thị trường trong nước thì chịu sự ảnh hưởng của giá vàng thế giới thì giá vàng trong nước phiên sáng nay cũng đang được điều chỉnh giảm. Tại các tỉnh thành phố từ Bắc xuống Nam thì giá vàng SJC đã đồng loạt được điều chỉnh giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, và cụ thể đang được niêm yết ở các mức giá như sau. Giá vàng tại SJC Hà Nội có chiều mua vào là 55,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Đà Nẵng có chiều mua vào 55,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra cũng duy trì ở mức đó là 56,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Nha Trang có chiều mua vào 55,04 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,27 triệu đồng trên một lượng. Còn tại SJC Cà Mau có chiều mua vào là 55,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,27 triệu đồng trên một lượng. Còn tại SJC Bình Phước có chiều mua vào 55,03 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,27 triệu đồng trên một lượng. Còn tại SJC Huế có chiều mua vào 55,02 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,28 triệu đồng trên một lượng. SJC Biên Hòa, SJC Miền Tây và SJC Quảng Ngãi có chiều mua vào là 55,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên một lượng. SJC Quy Nhơn có chiều mua vào 55,03 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,27 triệu đồng trên một lượng. SJC Long Xuyên có chiều mua vào 55,07 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,3 triệu đồng trên một lượng. Còn riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng các loại phiên sáng nay cũng đang được điều chỉnh giảm ở các mức giá cụ thể như sau. Giá vàng SJC thành phố Hồ Chí Minh từ 1 lượng đến 10 lượng có giá mua vào 55,05 triệu đồng trên một lượng và bán ra 56,25 triệu đồng trên một lượng, giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào và 500.000 đồng chiều bán ra. Nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ đến 5 chỉ có chiều mua vào 55,8 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,9 triệu đồng trên một lượng, đều giảm 350.000 đồng cả hai chiều. Vàng nữ trang 4 số 9 có chiều mua vào 52,4 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,6 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 350.000 đồng cả hai chiều. Còn tại vàng nữ trang 24K có chiều mua vào 51,069 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 53,069 triệu đồng trên một lượng, giảm 347.000 đồng cả hai chiều. Vàng nữ trang 18K có chiều mua vào 37,854 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 40,354 triệu đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 14K có chiều mua vào 28,902 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 31,402 triệu đồng trên một lượng. Tại vàng nữ trang 10K có chiều mua vào là 20,003 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 22,503 triệu đồng trên một lượng. Thưa quý vị, còn đối với một số tổ chức lớn thì giá vàng ngày hôm nay cũng đang được niêm yết ở các mức giá như sau. Tại Doji thành phố Hồ Chí Minh có chiều mua vào 55,15 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Còn tại Doji Hà Nội có chiều mua vào là 55,26 triệu đồng trên một lượng, tăng 110.000 đồng. Còn chiều bán ra không có gì thay đổi, giữ ở mức 56,24 triệu đồng trên một lượng. Còn tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đều có chiều mua vào là 55,1 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, không có gì thay đổi so với ngày hôm qua. Còn tại Phú Quý SJC có chiều mua vào 55,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra là 56,2 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng chiều mua vào và 100.000 đồng chiều bán ra. Còn tại tổ chức Mi Hồng có chiều mua vào 55,3 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng. Còn chiều bán ra giảm 200.000 đồng, giao dịch ở mức 56 triệu đồng trên một lượng.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, có chiều mua vào 55,42 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,28 triệu đồng trên lượng, cũng không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua ở cả hai chiều. Thưa quý vị, còn tại một số ngân hàng lớn thì giá vàng SCC cũng đang có sự biến động so với phiên giao dịch cùng thời điểm ngày hôm qua, cụ thể đang được niêm yết các mức giá như sau. Ngân hàng Exim Bank có chiều mua vào 55,1 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56 triệu đồng trên lượng, giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào và 150.000 đồng chiều bán ra. Tại ngân hàng ACB có chiều mua vào 55,1 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,1 triệu đồng trên lượng. Tại ngân hàng Sacombank có chiều mua vào 54,8 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,9 triệu đồng trên lượng. Tại ngân hàng SCB có chiều mua vào 54,5 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,1 triệu đồng trên lượng, giảm 300.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng chiều bán ra. Tại ngân hàng Maritime Bank có chiều mua vào 54,8 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,5 triệu đồng trên lượng, giảm 460.000 đồng ở chiều mua vào và 700.000 đồng chiều bán ra. Tại ngân hàng TP Bank Gold có chiều mua vào là 55,25 triệu đồng trên lượng và bán ra là 56,25 triệu đồng trên lượng, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và chiều bán ra không có gì thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin giá vàng ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nếu quý vị có những thông tin cần tư vấn đầu tư, xin vui lòng liên hệ theo số hotline của chương trình là 08 2346 5555 hoặc địa chỉ email là 30tap@invest.com.vn. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, chuyên sâu nhất về các lĩnh vực tài chính, kinh tế, bất động sản cũng như giá vàng hàng ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.